Ở trong binh pháp Tôn Tử á, có một câu nói rất là hay. Ở trong chiến tranh á, nó rất tàn khốc. Nó không tin vào nước mắt. Nó cũng không đồng mạng, đồng cảm với kẻ yếu. Nó chỉ tin vào kết quả thôi. Kẻ mạnh á, thắng thì đi tiếp. Còn kẻ yếu thì mất quyền thi đấu. Vậy tụi mình hôm nay là kẻ yếu hay là kẻ mạnh? Kẻ mạnh. Đâu rồi, lại lại nào. 1, 2, 3, kẻ gì? Mạnh. Đúng rồi anh em, vô nào. Who are we? What's happening?